Soccer TV xin chào các bạn. Bạn là một người đang tập chơi lan, muốn kiếm tìm sưu tầm những dòng lan ra bông quanh năm suốt tháng, mắn đẻ, dễ trồng, hương thơm, thì nhất định các bạn không nên bỏ qua những cây lan đen đô nắng. Nhưng trong dòng đen đô nắng có rất là nhiều loại khác nhau để sưu tầm năm mặt bông đẹp, dễ trồng, hương thơm. Thì Soccer chỉ lựa được 3 cây lan đen đô nắng này là tiêu biểu nhất. Đó chính là cây Pensoda, thiên hạ đệ nhất hương thơm, 5 cánh vàng, lưỡi màu nâu cam. Dòng này rất là thơm, chơi bông được khoảng 60 ngày. Cây thứ hai đó chính là cây 5 cánh trắng, lưỡi tím, cánh bay, lưỡi bẹt, hoa thơm, vô cùng là siêng bông, chơi bông được khoảng 90 ngày. Đó chính là cây bà liễu xưa, mặt bông rất là đẹp. Và cây thứ ba có một mặt bông rất là đẹp, nổi bật, gam màu tím đậm, lưỡi màu đỏ ruby. Đó chính là cây đen đô nắng bò tím. Những cây đen đô nắng thì các em ấy ra bông giống như là những cây hoa 10 giờ, ra liên tục, siêng bông, lâu tàn. Cây này, cây nào bèo bèo cũng phải chơi bông được 60 ngày. Và cây nào mà chơi lâu chút xíu thì có thể lên tới 90 ngày đến 100 ngày. Rất là đẹp. Thì Soccer sưu tầm giống để cho các bạn về trồng. Bình thường thì các bạn đi mua những cây đen đô nắng thì các em mới được trồng là những cây là bằng sơ dừa như thế này này. Và rất là già rồi, cũ rồi. Và các bạn về các bạn hãy bóc tách đi, cắt xén đi các bạn trồng. Và tỷ lệ rủi ro cũng khá là cao. Thay vì vậy thì Soccer sẽ sưu tầm cho các bạn những cây hàng thuần than như thế này. Đây là những cây hàng thuần than. Việc của các bạn rất là đơn giản là chúng ta về chỉ việc móc treo lên mà thôi. Ba cây đen đô nắng Soccer muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là cây bò tím này, cây bà liễu xưa và cây Pensoda. Tất cả đều được trồng bằng thuần bằng than và đều đồng giá chỉ có 65 ngàn một chậu mà thôi. Cây rất là to, khỏe mạnh. Ví dụ như là cây bò tím này này, cây cao được khoảng 35 đến 40 cm. Lô này bò tím rất là đẹp, mặt bông là chuẩn là màu này các bạn nhé. Chơi bông được khoảng 60 ngày, ra bông liên tục. Tất cả những cây này thì các bạn trồng thì khoảng tháng nữa ra bông thôi. Tết 2025 thì các em ra một lần nữa. Bò tím là cây rất là thân thủ, rất là đẹp, to. Mọi người nhìn rõ không? Nè, đó. Cao được khoảng là 35 đến 40 cm. Lô này bò tím rất là đẹp, đẹp hơn lô trước rất nhiều. 65 ngàn một chậu, các bạn mua 5 cây sẽ được miễn tiền ship nhé. Rất đẹp. Cây thứ hai đó chính là cây bà liễu xưa. Bà liễu xưa cây thân thủ cao lắm. Bà liễu xưa có thể cao tới được 40 cm luôn đấy. Thắt ngọn hết rồi và chuẩn bị đang ra bông. Rất đẹp. Xong quả sẽ viết chữ liễu lên trên lá. Hàng thuần bằng than. Và cây thứ ba của ngày hôm nay đó chính là cây Pensoda, thiên hạ đệ nhất hương thơm. Soccer đang quay video lúc khoảng 12 giờ trưa. Rất thơm các bạn nhé. Chơi bông được khoảng 60 ngày. Cây giống là cây như thế này. Soccer sẽ viết chữ Pen. Cao được khoảng 30 cm đấy. Khoảng 30 cm. Hoặc là các bạn mà thích cây cao thì một chậu ba thân như thế này, sau đó sẽ lựa cho các bạn những cây đã thắt ngọn. Em này gọi là 30 đến 40 cm đấy. Hoặc các bạn mà thích cái cây giống mà bụi lùm nhiều thân như thế này thì sau đó sẽ lựa cho các bạn là chậu được khoảng 4-5 thân. Thì các em ấy sẽ thấp hơn chút xíu, tùy theo mục đích của các bạn nhé. Thích bụi lùm cũng được, thích bụi cao cũng được. Thì còn đâu về nguyên tắc trồng thì sau đó thường thường ví dụ như là pen, chúng ta nên ghép pen vào với nhau, chúng ta đừng ghép chéo tùm lum. Ví dụ như là pen bò liễu chúng ta ghép chung với nhau như vậy là không có ổn lắm. Tốt nhất là các bạn cứ ghép là hai cây pen vào một chậu này, hoặc là chúng ta ghép hai cây bà liễu xưa vào một chậu, hoặc chúng ta ghép là hai cây bò tím vào một chậu thì là đẹp nhất. Mặt bông rất là đẹp, quá đẹp. Vườn của các bạn mà chưa có những cây đen đô nắng có thể sưu tầm một vài cây về trồng chơi. Dendro thì các em ấy ra bông quanh năm suốt tháng và đặc biệt là hàng thuần than, rất là khỏe mạnh. Các bạn thấy không? Một màu xanh mướt luôn. Bò tím lô này rất đẹp. Rất đẹp. Rất đẹp. Hoa thơm bướm lượn. Rất đẹp. To. Soccer bán hàng sẽ bảo hành chuẩn mật bông. Bò tím là mật bông như thế này. Bà liễu xưa là như thế này. Và cây pen rất thơm, hàng thuần than.
đẹp lắm các bạn. Lô này sóc cò rất là ưng, cây rất là khỏe mạnh, rất đẹp, hàng tuần than. Vâng, của sóc cò thì những cái cây hàng rừng các em ấy chưa đa bông thì là chủ yếu là ngắm lá và rễ. Còn nó bình thường thì sóc cò rất là thích, vườn lúc nào cũng có bông trong vườn. Chủ yếu là nhờ những cây đen đô nắng. Mà trong dòng đen đô nắng thì sóc cò không bỏ qua ba cây, đó chính là cây bò tím, bà liễu xưa và pen soda. Sóc cò quay một góc quay bên này các bạn sẽ nhìn rõ rất là rõ rệt này, đó. Bà liễu này, bò tím này, pen soda này. Màu vàng thì là màu gì? Màu vàng là màu của pen soda. Trắng tím là màu của bà liễu xưa. Còn đâu là màu hồng nhạt, lưỡi màu đỏ ruby là cây bò tím. Hàng thân thủ rất đẹp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn mà yêu thích những cây ra bông quanh năm suốt tháng, hương thơm, dễ trồng thì không nên bỏ qua ba cây đen đô nắng này nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.